Sau thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 4, dịch vụ xe taxi điện đã chính thức ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 1, dịch vụ taxi xanh SM ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 500 xe Dream Car và 100 xe Luxury Car bắt đầu khai thác từ ngày 30 tháng 4 tới đây. Giá mở cửa cho km đầu tiên của dịch vụ Dream Car là 20.000 đồng. Người dùng có thể đặt taxi xanh qua số tổng đài toàn quốc 1900-2088 hoặc qua ứng dụng taxi xanh trên App Store và Google Play như các hãng xe công nghệ. Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM đặt mục tiêu đưa taxi điện có mặt tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trong năm 2023 và hướng tới mục tiêu đưa vào hoạt động 20.000 xe trên toàn quốc. Đây là hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe điện VinFast không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ và bảo vệ môi trường.